thành công rồi. Cuối cùng ta đã chế tạo được ngươi rồi, Spider TV Monster. Từ nay ngươi sẽ trở thành trợ thủ đắc lực để khôi phục loài TV Man chúng ta. Vâng, vâng, tuân lệnh thưa chủ nhân. Tôi sẵn sàng làm bất cứ những gì ngài mong muốn. Tốt lắm, tốt lắm. Bây giờ ta muốn chế tạo ra nguyên một đội quân Spider TV Monster như ngươi. Nhưng trước tiên, chúng ta phải xâm nhập hang ổ của bọn chúng, lấy thật nhiều vật liệu sắt thép và cả cỗ máy phát điện khổng lồ của bọn chúng nữa. Lên đường thôi nào. Tuân lệnh thưa chủ nhân. Chết tiệt, lũ kẻ thù của chúng ta đằng kia kìa. Bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi. Mau tới đó, sang bằng và tiêu diệt tất cả, lấy lại những gì mà bọn chúng đã cướp từ tay của loài TV Man chúng ta. Tôi biết rồi, tôi biết rồi, thưa chủ nhân. À, bọn chúng là gì thế này? Sao trông kỳ quái quá vậy? Bọn chúng không ai khác, chính là nhân loại con người. Bọn chúng đã tiến hóa thành hình dạng siêu quang đặc biệt và sang bằng tất cả, giết sạch tất cả những Skibidi Man, kể cả lũ quái vật bồn cầu cũng không thể nào sống sót với bọn chúng. Cố lên, chúng ta phải giành được khu vực này, lấy rất nhiều vật liệu cần thiết để chế tạo ra đội quân Spider TV Monster như ngươi. Chết đi, chết đi, lũ nhân loại, lũ đáng ghét. Ta thề không bao giờ đội trời chung với các ngươi. Một là ta chết, hai là các ngươi không được sống sót. Thành công rồi, chủ nhân ơi, tôi tiêu diệt bọn chúng rồi. Cô kịp, ta không xấu rồi. Bà, cất liệu bọn chúng đi. Tiếp tục chế tạo ra những monster giống như ngươi, rồi thành lập một đội quân khôi phục lại loài TV Man. Chủ nhân, chủ nhân, ngài không được chết, ngài không được chết, ngài chết rồi. Ai sẽ lãnh đạo tôi? Ai sẽ hướng dẫn tôi phải làm gì? Ta bị thương nặng lắm rồi, không thể sống tiếp tục. Người cứ yên tâm, toàn bộ kiến thức của ta đã được lưu trữ trong đầu của ngươi rồi. Nhưng mà tôi không biết vận dụng nó như thế nào cả. Người bây giờ không khác gì một đứa trẻ. Vậy thì hãy mau tìm những nguồn điện cực lớn, rồi tiến hành sửa chữa, lắp đặt, thay đổi diện mạo cơ thể của mình theo như kiến thức mà ta đã lưu trữ trong đầu của ngươi. Lúc đó trí tuệ của ngươi sẽ phát triển hơn đến một mức cực đại. Ngươi sẽ biết ngươi cần làm gì. Nguồn điện 50.000 V, một tấn sắt thép, 200 kg kẽm. Đủ rồi, đủ như vật liệu, theo đúng như kiến thức đã lưu trữ trong đầu của mình. Được rồi, bắt đầu kích hoạt thôi. Wow, mình còn có một khẩu súng ngay chính giữa đứa nè. Thật lợi hại. Chủ nhân ơi, mày cứ yên nghỉ. Nhất định tôi sẽ chế tạo ra một đội quân Spider TV Monster như tôi, rồi khôi phục lại loài TV Man của ngài. Tiến lên. Đằng kia vẫn còn tàn dư của loại camera Man kia, phải giết chết thứ đó, không được cho nó sống sót. Cái gì? Tàn dư của loài camera Man à? Trước đây loài camera Man là đồng đội của loài TV Man. Vậy thì thứ đó chính là đồng minh của mình. Mình phải bảo vệ thứ đó khỏi những quái vật kia. Mau dừng lại, các ngươi không được làm hại thứ camera Man đó. Chết tiệt, nhân kia, ở đâu xuất hiện thêm một thứ nhện quái vật TV Man nữa kìa? Rõ ràng bọn chúng đã bị lũ người siêu quen giết chết hết rồi mà, sao vẫn còn tàn tích ở đây thế này? Mau tiến lên kết liễu sạch sẽ bọn chúng luôn đi. Đây, quái vật TV Man kia, hãy cẩn thận với lũ người ngoài hành tinh này. Bọn chúng cùng phe với lũ nhân loại siêu quen đó, bọn chúng tới đây để khai thác tất cả vật liệu gỗ của chúng ta. Yên tâm đi, sinh vật camera Man kia, tôi sẽ bảo vệ cậu. Lũ quái vật ngoài hành tinh này không phải là đối thủ của tôi đâu. Tôi sẽ kết liễu bọn chúng ngay lập tức. Vậy được rồi, chúng ta cùng nhau phối hợp tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng, rồi tiếp tục đi tìm lũ nhân loại siêu quen, thanh toán luôn một lần. Cái gì? Chúng mày dám à? Hay lắm. Cảm ơn cậu, quái vật TV Man kia.
Thì ra cậu là một nhện TV Monster. Nhưng tại sao cậu vẫn còn tồn tại chứ? Ai đã chế tạo ra cậu? Thôi, chuyện rất dài dòng, sau này tôi sẽ kể cho cậu nghe. Cậu cũng không phải là một cameraman bình thường, mà là một trực thăng cameraman Monster. Vậy chắc chắn cậu sẽ biết ở đâu có những trạm điện cao thế, tích trữ điện hàng triệu volt đúng không? Mau chỉ đường cho tôi đi. Ủa, cậu cần đến những trạm điện đó để làm gì? Muốn chiến thắng được lũ nhân loại siêu quang kia, tôi và cậu là không đủ. Tôi cần phải chế tạo ra một đội quân Spider TV Monster như tôi. Nhưng bây giờ trí tuệ tôi không đủ đẳng cấp để có thể thiết kế ra họ. Do đó việc đầu tiên, tôi cần phải có một nguồn điện khủng khiếp, rồi kết hợp với những thứ vật liệu mà tôi đã chuẩn bị trong người của mình. Theo bản thiết kế được lập trình sẵn, tôi sẽ tiếp tục nâng cấp bản thân của tôi sang một hình dạng tối ưu nhất. Lúc đó trí tuệ của tôi sẽ được mở rộng. Tôi sẽ biết mình cần phải làm gì. Vậy được rồi, cậu hãy tiếp tục di chuyển về phía tây. Nơi đó có một trạm điện biến thế của lũ nhân loại siêu quang cực kỳ lớn. Còn tôi sẽ di chuyển về phía đông, tới thành phố của lũ nhân loại siêu quang, tiếp tục quan sát bọn chúng, chờ đợi cậu. Cảm ơn trực thăng cameraman. Tôi nhất định sẽ làm được. Đằng trước là một bến cảng kết hợp với một trạm điện cao thế, rất nhiều cột điện khổng lồ. Hay lắm, trực thăng cameraman đó không lừa mình. Vậy thì mình tới đó hấp thu nguồn điện, chế tạo nâng cấp cơ thể của mình thành dạng tối ưu nhất. Chết tiệt, có những sinh vật quái dị đang canh gác ở đây. Bọn chúng còn phóng ra điện nữa kìa. Thôi kìa, không lẽ là lũ thuộc hạ của bọn người siêu quang đó. Đáng ghét, vậy thì các người cũng giống như bọn chúng, đều không được đáng sống. Ta sẽ kết liễu sạch sẽ các ngươi. Thành công rồi, mình đã tiếp cận được một trụ điện cao thế hàng triệu volt rồi. Đến lúc hấp thu toàn bộ năng lượng điện ở đây thôi. Thành công rồi, lại thành công nữa rồi. Wow, mình cảm thấy thật minh mẫn, trí tuệ thật sáng suốt. Mình biết cách để chế tạo ra đội quân Spider TV Monster như mình rồi. Thì ra là một tàn dư của lũ TV Man. Người to gan dám tới đây phá hủy một trụ điện cao thế của bọn ta, làm cho nguồn điện bọn ta đã bị sập. Hả? Tiếng của kẻ nào vậy? Khô kiếp, là một tên người siêu quang hay sao? Hắn dám tới đây một mình. Một mình thì đã sao nào? Người đừng nghĩ ta giống như những người siêu quang nhỏ bé khác. Ta là thủ lĩnh của bọn chúng. Một mình ta thôi đủ hủy diệt cả loài TV Man của các ngươi cộng lại rồi. Nhưng khoan, tại sao lại tồn tại một thứ nhện TV Man quái lạ thế này? Người rốt cuộc là ai? Đến đây vì mục đích gì? Ta chính là sản phẩm cuối cùng của loài TV Man chế tạo ra. Ta mang nhiệm vụ trong người là khôi phục lại loài TV Man, kết thúc hủy diệt lũ người nhân loại siêu quen của các ngươi. Đúng như ta dự đoán, lũ khốn kiếp đó vẫn chưa bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng ngươi nghĩ một mình ngươi thì có thể à? Không những ta mà còn hàng trăm hàng triệu người siêu quen khác đang sống trong thành phố. Liệu ngươi có còn sống nổi tới đó hay không? Cầm mồm đi, thứ người siêu quen khổng lồ kia. Ngươi đừng quá tự cao. Đến lúc rồi, ta sẽ thay thế cho loài TV Man, kết thúc trừng phạt loài của ngươi. Ta sẽ kế thừa ý chí của chủ nhân ta, tạo ra một đội quân Spider TV Monster, rồi sau đó hủy diệt sạch sẽ loài của các ngươi. Cái gì? Thì ra ngươi tới đây không hề có mục đích đơn giản. Vậy thì ta sẽ không để cho ngươi thực hiện mục đích đó đâu. Thứ này mạnh quá vậy. Đến lúc rồi, tạo ra đội quân Spider TV Monster thôi.